Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ma tăng thích Trần Quang bằng chứng về sự thối nát của nền giáo dục Việt Nam. Việc Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các trường đại học khẩn trương thu hồi các loại văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt, thượng tọa thích Trần Quang đang làm nóng dư luận xã hội. Sau khi Bộ này khẳng định đã tiến hành xác minh kỹ lưỡng, cẩn trọng, đúng quy trình của pháp luật, kết quả ông Vương Tấn Việt đã sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 3, hệ bổ túc văn hóa không hợp pháp và ông Việt cũng đã thừa nhận kết luận này. Và đây là hình ông Thích Trân Quang trong lễ nhận bằng tiến sĩ. Trước đây, ông Vương Tấn Việt đã nhiều lần tự khoe ông sở hữu các bằng cấp như cử nhân ngoại ngữ ngành tiếng Anh do Đại học Hà Nội cấp năm 2001, cử nhân luật của Đại học Luật Hà Nội cấp năm 2019. Điều khiến công luận xôn xao là năm 2022, ông Việt đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật với một thời gian nhanh kỷ lục, chỉ vỏn vẹn hơn 2 năm, kể cả thời gian chuẩn bị, nghiên cứu và viết luận án. Trong khi chỉ những trường hợp cử nhân tốt nghiệp loại giỏi mới được đặt cách làm luận án, tiến sĩ thì cũng phải mất thời gian từ 3 đến 4 năm mới có thể hoàn thành. Theo quy chế tuyển sinh và đào tạo hiện hành, đối với trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ thì mọi bằng cấp của ông Thích Chân Quang đương nhiên sẽ không có giá trị, đồng thời sẽ bị các trường đại học tiến hành thu hồi theo quy định. Ông Thích Chân Quang là trụ trì chùa Phật Quang ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, từng thuyết giảng trước các Phật tử và ám chỉ gọi thầy Thích Minh Tuệ là thằng ba trận. Điều đó đã gây sự phẫn nộ trên mạng xã hội trong một thời gian dài. Và đây là hình một buổi lễ ở chùa Ba Vạn. Tháng 6 năm 2024, ông Quang đã bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấm thuyết giảng trong vòng 2 năm với lý do đã có nhiều phát ngôn và các bài giảng sai trái, đi ngược lại giáo lý của Phật giáo, gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Công luận thấy rằng, cái gọi là bằng tiến sĩ của Thích Chân Quang là một ví dụ sống động nhất chứng minh cho sự thối nát của hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay. Do đó, không chỉ là việc thu hồi bằng giả của ông Việt mà cần phải xem xét, điều tra, khởi tố vụ án hình sự để truy ra nguyên nhân, lý do vì sao ông này lại có thể sở hữu các bằng cấp không hợp pháp trước đó và sau này. Căn cứ vào luật pháp hiện hành của Việt Nam, người làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thì bị phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 đến 2 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. Trên mạng xã hội, dễ dàng tìm thấy thông tin, ông Vương Tấn Việt là chắc nội của cụ Hồ Sĩ Tạo, là cháu nội cụ phó bản Vương Sinh Huy, tức Nguyễn Sinh Sát, con trai cụ Vương Chí Nghĩa. Theo thông tin này, ông Việt tự nhận là cháu ruột của đồng chí Hồ Chí Minh. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong một clip tôn vinh ông Vương Tấn Việt loan truyền trên mạng xã hội, giáo sư Hoàng Chí Bảo, một người chuyên kể chuyện Hồ Chí Minh, đã ca ngợi thầy thích chân quang, tiến sĩ Vương Tấn Việt của chúng ta mang những nét hình ảnh rất đẹp của bác Hồ. Nhưng sau khi vụ bằng cấp giả của ông Việt lộ ra, giáo sư Bảo đã vội quay xe, phủ nhận những lời ca ngợi trước đó rằng chỉ là nói cho vui. Theo giới quan sát, sau khi xử lý về mặt nhà nước, giáo hội Phật giáo Việt Nam cần phải xử lý về mặt tôn giáo, không nên để ông Thích Trân Quang tiếp tục làm trụ trì của chùa Phật Quang. Điều này sẽ nảy sinh những vấn đề về xử lý tài sản, tiền bạc, khổng lồ của chùa do Phật tử cúng dường lâu nay. Tài sản nào là của cá nhân ông Vương Tấn Việt, tài sản nào thuộc sở hữu của nhà chùa là việc cần sớm làm rõ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ma Tăng Thích Chân Quang bằng chứng về sự thối nát của nền giáo dục Việt Nam. Một thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin giải mã nụ cười bí ẩn của bà Dũng trong lễ tang của cố tổng bí thư Trọng. Ngày 21 tháng 10, Quốc hội đã bầu thường trực ban bí thư Lương Cường làm chủ tịch nước mới thay cho ông Tô Lâm với mục đích để tổng bí thư Tô Lâm toàn tâm toàn ý trong việc lãnh đạo đảng Cố Tổng Bí thư Trọng, sau hơn 13 năm với 3 nhiệm kỳ trên cương vị Tổng Bí thư, vẫn không thể chuẩn bị được nhân sự kế cận mình. Sự ra đi đột ngột của ông đã tạo ra một khoảng trống quyền lực. Hình ảnh cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, tại sao lãnh đạo cấp cao Việt Nam lại bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực, chưa từng thấy trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ trong một thời gian ngắn. Đã có hàng loạt lãnh đạo cấp cao thuộc hàng tứ trụ bị rớt đài, riêng chức chủ tịch nước đã thay đến 4 người. Việc ông Lương Cường trở thành tân chủ tịch nước được đánh giá là một động thái ổn định hệ thống chính trị Việt Nam sau một thời gian dài hỗn loạn. Người ta hy vọng sự cân bằng quyền lực giữa hai phe quân đội và công an sẽ ổn định chính trường để đất nước phát triển. Kể từ khi ông Tô Lâm trở thành nhân vật nắm quyền, kể từ khi ông Tô Lâm trở thành nhân vật nắm giữ quyền lực tối cao trong Đảng, người ta thấy cựu thủ tướng Nguyễn Thấn Dũng xuất hiện trên báo chí với tần suất dày đặc hơn. Trong các sự kiện chính trị lớn, ông Ba Dũng luôn ngồi ở vị trí trung tâm. Điều đó chứng tỏ thế lực chính trị của ông đã và đang trở lại. Hình ảnh cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kể từ năm 2016, ông Ba Dũng bị buộc phải rút lui về làm người tử tế trước các áp lực của Tổng bí thư Trọng và phe cánh. Người ta thấy từ đó ông ít xuất hiện ở chính trường. Có vẻ như ông dành thời gian an hưởng tuổi già, vui vầy với con cháu và gia đình. Nhưng ít ai biết ông và bộ tham mưu của ông đã âm thầm chuẩn bị cho một kế hoạch trở lại chính trường như ngày hôm nay. Trong tang lễ của cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, một sự kiện được tổ chức trọng thể, nụ cười bí hiểm của ông Ba Dũng đã trở thành tâm điểm của công luận người thân cận của ông dũng mới đây đã tiết lộ lý do ông mỉm cười khó hiểu giữa dàn quan khách tay to mặt lớn vì ông cho rằng ông trọng không thể ngờ trong thời gian ở ẩn ông bà dũng hàng ngày đều được báo cáo về nhất cử nhất động của tất cả lãnh đạo cấp cao trong đảng để kịp thời đưa ra các đối sách trong ý nghĩ của ông bà dũng ông trọng cả đời lao tâm khổ tứ chạy theo hư danh phù phiếm lúc nào cũng sợ ông dũng nổi trội hơn tổng trọng đã cho tay chân dựng chuyện cố ý bôi nhọ là mất uy tín và thành danh của ông dũng nhưng cuối cùng trong suốt gần 3 nhiệm kỳ với quyền lực tối thượng và quyết tâm sắt đá với bộ máy thanh tra kiểm tra điều tra hùng hậu cùng phe cánh ông trọng vẫn không thể phát hiện được bất kỳ vi phạm nào để đưa ông bà dũng vào lò đến khi nhắm mắt xuôi tay tổng bí thư trọng đã không có một ngày hưởng thụ cuộc sống vui thú điền viên ông lao tâm khổ tứ cho đến lúc chết để rồi đến hôm nay cũng chẳng ai nhớ đến ông trọng với một gia tài đổ nát hình ảnh tổng bí thư tô lâm không những thế những ngày cuối đời đám đệ tử của ông nguyễn tấn dũng còn chủ động xới lại bê bối simutra khu đô thị nam thăng long liên quan đến tham nhũng hàng triệu usd của cố tổng bí thư trọng và làm ngân sách nhà nước thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng. Bình thường ai cũng muốn tìm đến sự vui vẻ, thảnh thơi, hạnh phúc. Nhưng ông Trọng vì cái danh hảo mà trở nên ích kỷ, nhỏ nhen với các đồng chí của mình. Trong đó có ông bà Dũng. Nhưng ông Trọng không hề biết rằng mọi nỗ lực đánh đông dẹp bắt của ông đều vô ích. Để rồi cuối cùng bị ông bà Dũng biến thành quân cờ cho Tổng Bí Thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin giải mã nụ cười bí ẩn của bà Dũng trong lễ tang của cố tổng bí thư Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.